Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày mới thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và sau đây là nội dung chi tiết của kênh. Mời các bạn cùng chú ý đón xem và theo dõi. Khánh Thi vác bụng bầu đi ăn cưới, lên đồ lấn lướt cô dâu. Thông tin Khánh Thi mang bầu con thứ ba với Phan Hiển nhận được nhiều lời chúc phúc của khán giả. Ở những tháng đầu thai kỳ, dù bị ngán nặng nhưng nữ vũ công vẫn giữ được thần sắc rạng rỡ. Bên cạnh đó, kiện tướng Dan Sport vẫn thường xuyên xuất hiện tại các sự kiện, tiệc tùng. Khánh Thi và Phan Hiển nhận được nhiều lời chúc phúc khi có con thứ ba. Mang thai con thứ ba, Khánh Thi vẫn giữ được vẻ rạng rỡ xinh đẹp. Vắng mặt Phan Hiển, nữ vũ công cùng các con tham dự đám cưới một người quen. Cô gây chú ý khi diện trang phục đỏ nổi bật, chiếm hết spotlight của cô dâu. Khi chụp hình chung, nhân vật chính hoàn toàn bị mẹ bầu Khánh Thi lu mờ. Khánh Thi diện trang phục đỏ nổi bật, chiếm hết spotlight của cô dâu. Đứng cạnh nhân vật chính nhưng ánh nhìn của mọi người đổ dồn về Khánh Thi. Đang mang bầu và bị ngán nặng, Khánh Thi vẫn lên đồ nổi bật đi dự tiệc cưới. Phan Hiển hiếm hoi vắng mặt để bà xã lẻ bóng dự tiệc. Mang thai lần 3 ở tuổi 40, Khánh Thi vẫn cố gắng giữ cho mình tâm lý và sức khỏe ổn định. Cô vẫn thường xuyên tham gia các sự kiện tiệc tùng với bạn bè. Phan Hiển là một người chồng tâm lý, đỡ đần bà xã nhiều việc trong cuộc sống lẫn công việc. Khánh Thi thoải mái tham gia các sự kiện khi mang thai lần 3. Nữ vũ công được chồng tháp tùng chăm sóc chu toàn. Mặc dù có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, Khánh Thi vẫn không tránh khỏi tình trạng ốm ngán nặng. Thời điểm đầu, nữ vũ công mệt mỏi đến mức phải nằm trên giường, không đi lại được trong nhiều ngày liền. Phan Hiển đảm nhận nhiệm vụ chính chăm sóc bà xã, đáp ứng những yêu cầu của đối phương khi bị ngán. Khánh Thi bị ốm ngán nặng khi mang thai lần 3, nữ vũ công không di chuyển được trong nhiều ngày liền. Phan Hiển đáp ứng những yêu cầu của bà xã khi bị ngán. Tháng 12/2022, Khánh Thi và Phan Hiển tổ chức đám cưới sau 13 năm yêu đương. Trước đó cặp đôi đã có với nhau hai người con đầy đủ nếp tẻ. Chia sẻ về cảm xúc khi hay tin có nhóc tỳ thứ ba, Phan Hiển hài hước: "Bà xã báo tin vui đúng lúc tôi đang ăn cơm và tôi bất ngờ đến mức không tiếp tục ăn được nữa." Khánh Thi khiến Phan Hiển bất ngờ khi thông báo mang thai lần thứ ba. Gia đình hạnh phúc của Khánh Thi và Phan Hiển, các con của cặp đôi thừa hưởng nhiều năng khiếu nghệ thuật của ba mẹ. Cặp đôi viên mãn sau 13 năm bên nhau, vượt qua nhiều sóng gió. Vượt qua nhiều biến cố, chuyện tình của Khánh Thi và Phan Hiển hiện đã có một cái kết đẹp. Khán giả dành nhiều lời chúc phúc cho cặp đôi khi hay tin nữ vũ công đang mang thai lần thứ ba. Cuộc sống mỗi ngày của chúng ta sẽ xảy ra rất nhiều sự việc, vấn đề. Để xem dự đoán về vận mệnh của mình, truy cập ngay ứng dụng tử vi hàng ngày để có thêm thông tin nhé. Bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo.